Rồi, xin chào và cảm ơn em đã quay trở lại với kênh của Store Thiết Bị. Và như anh em cũng đã thấy thì hiện tại cái nhu cầu của anh em về những cái máy siết u lông và cái lực lớn thì rất là nhiều rồi. Thì hôm nay Store Thiết Bị sẽ giới thiệu cho anh em thêm một cái máy siết u lông nữa, lực rất lớn, lực của nó là 650 Newton trên mét. Với cái thương hiệu của máy là thương hiệu DCA, mã là ADBB20F của thương hiệu DCA. Hàng này hàng chính hãng của DCA nha anh em, được bảo hành 6 tháng. Nếu như mà anh em tìm hiểu qua thì anh em cũng đã biết cái thương hiệu DCA rồi. Thì DCA là một trong những thương hiệu mà phải gọi là tốt nhất của Trung Quốc, là hàng chính hãng nha anh em. Đây, bên trong của máy thì anh em sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng cũng như là phiếu bảo hành và hướng dẫn sử dụng của bên nhà cung cấp ở Việt Nam. Đây là toàn bộ cái thân máy. Anh em thấy cái thân máy nó rất là to, và cũng như anh em thấy DCA thì nó sẽ không có làm những cái máy gọi là quá màu mè. Nó chỉ có, nó làm rất là thô sơ, nhưng mà cái máy của nó hoạt động rất là tốt, cũng như là về khả năng vận hành của nó thì khỏi chê rồi đâu hết. Rồi, đây là cái máy của chúng ta ngày hôm nay. Đây, cầm rất là chắc tay. Cái con này chắc cũng nặng ngang ngang cái con mà hôm trước mà mình đã giới thiệu với anh em ấy, cái con DCF897 á, của thương hiệu The World á. Hai con này nó cũng bự xem nhau. Thì cái con này với cái thông số của nó là lực của nó sẽ là lực 650 Newton trên mét cho anh em. Và cũng như cái bộ của nó sẽ bao gồm cho anh em là hai cục pin 5A và một cục sạc. Thì sạc này cũng không có nhanh lắm nha anh em. Sạc này thì nếu như mà anh em sạc đầy một cục pin tầm khoảng cỡ 100 phút thì này là do thông số của bên hãng gửi cho mình. Thì về cái máy, anh em thấy phần này, phần đầu này nó sẽ làm bằng hợp kim, làm bằng sắt nha anh em, làm bằng sắt. Toàn bộ cái thân máy sẽ làm bằng nhựa, cũng như là động cơ có chở than. Ở phía sau này sẽ có một cái bọc, một cái lớp cao su, cũng như là trên tay cầm cũng bọc cho anh em một cái lớp cao su luôn. Cục pin này là cục pin 5A của thương hiệu DCA luôn nha anh em. Pin 5A nè. Đó, sử dụng pin là pin 18V, có cái mã của cục pin luôn. Nhưng mà về thương hiệu DCA thì sẽ không bán body riêng. Thì nên nếu như mà anh em nào cần mua body riêng thì bên Store Thiết Bị không hỗ trợ được cho anh em, thì hãng nó không có bán body riêng. Đây, còn đây là thông số máy. Anh em thấy đây là cái mã ADBB20. Với cái lực không tải của nó là từ 0 cho đến 1700 vòng trên 1 phút. Và số lần đập bố nó là từ 0 cho đến 2000 lần trên 1 phút nha anh em. Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc, nhà máy Đông Trang. Đó, thì cả Đông Trang và DCA đều cùng chung một nhà máy. Thì lên trên đây nó sẽ ghi là nhà máy Đông Trang. Ok, còn về thông số kỹ thuật mà chi tiết hơn thì trong cái sách hướng dẫn sử dụng này của hãng cũng có ghi và giới thiệu cho anh em ở phần này. Đó, nếu như anh em xem nè, sử dụng dòng pin là pin 18V. Sử dụng đầu, cái đầu của nó sẽ là đầu 1/2 nha anh em. Và sử dụng có thể dặn là được tới ốc M20. Dòng pin là dòng pin Li-ion và với dung lượng là 5Ah. Thời gian sạc tối đa để đầy là khoảng 100 phút. Tốc độ không tải là 1700 vòng trong 1 phút. Lực đập búa của nó là 2000 lần trên 1 phút. Rồi, cái lực tối đa của nó là 650 vòng, 650 Newton trên mét nha anh em. Trên đây có ghi rõ ràng luôn. Và trọng lượng của cái máy là 3,2 kg. Khi mà anh em cầm thì anh em có lẽ là, tại vì cái dòng này là cái dòng công suất lớn, cũng như là cái lực của nó lớn nên nó cũng hơi nặng nha anh em. Motor của nó cũng hơi nặng. Thì trong bộ của anh em sẽ bao gồm là một máy, hai pin 5A và một sạc. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái máy ra thử cho anh em luôn. Đây, anh em mua cái bộ này thì anh em được tặng luôn cái thùng của DCA thì rất là cứng cáp rồi. Đó, anh em thấy bấm cái máy, khi mà cái máy nó hoạt động thì nó cũng rất là êm, chứ không phải gọi là nó không đến nỗi là kêu lớn quá nha anh em. Đèn ở trên đây sẽ có đèn báo pin. Đây, những cái máy mới đa phần khi mà nhập về thì cái lượng pin ở trong cái thùng cũng như là lượng pin gắn trên máy nó chỉ tầm khoảng cỡ 1 nấc cho đến 2 nấc thôi. Để cái này là bảo quản cho anh em khi mà
trên đường vận chuyển nó sẽ không có vấn đề về cháy nổ. Thì anh em thấy này là siết vào nha anh em, đây là siết ra. Thì những cái lực mà 650 newton trên mét này thì anh em có thể siết rất là nhiều, rất là phù hợp cho anh em nào mà chuyên sửa xe. Nếu như mà anh em chuyên sửa xe, anh em sử dụng con này bao mở tất cả các loại ốc luôn, ngay cả anh em sửa chữa ô tô cũng có thể mở được tất hầu như tất cả các loại ốc luôn rồi. Là về cái con này là cái lực rất là tốt, cũng như là với cái mức giá của nó rất là tốt cho anh em luôn. Giá mình sẽ để trên tiêu đề, và cũng như là cái mức giá của nó mình sẽ công khai luôn là 3.998.000 đó. Rồi thì bây giờ lực đập búa thì mình cũng sẽ gắn cái đầu tiếp này vô để mình thử chai cho anh em luôn. Đây, mình gắn vô để mình thử chai cho anh em ha. Để mình xíu. Đây, mình sẽ gắn cái tiếp này vô để mình thử chai cho anh em về cái lực đập búa. Anh em nghe thử cái tiếng nha. Rất là khỏe nha anh em. Đó, cái lực đập búa của nó rất là khỏe. Đây. Rồi thì nếu như mà anh em nào cần thêm thông tin, cũng như là anh em muốn trải nghiệm luôn cái sản phẩm rồi lựa chọn mua cho mình, thì anh em cứ liên hệ qua số hotline là 078-6766-818 của store thiết bị, hoặc là anh em comment số điện thoại của mình ở bên dưới thì mình cũng sẽ cố gắng hỗ trợ anh em một cách sớm nhất. Anh em nào cần đặt mua hàng luôn, anh em cứ lên trang web storethietbi.com hoặc là storethietbi.vn để có thể đặt hàng một cách nhanh nhất. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Nhớ like và share cái kênh của Store Thiết Bị nằm ở dưới góc bên này nha anh em. Và đừng quên là sẽ bấm dấu chuông để nhận thêm những thông báo về những cái giới thiệu những cái dòng máy móc trên thị trường, cũng như là chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn cho anh em lựa chọn. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong một cái video tiếp theo.